Coi tử vi năm Tuổi Dậu năm 2024. Năm Tuổi Dậu gồm những người có năm sinh sau đây. Đinh Dậu sinh năm 1957 thuộc mệnh Hỏa. Kỷ Dậu sinh năm 1969 thuộc mệnh Thổ. Tân Dậu sinh năm 1981 thuộc mệnh Mộc. Quý Dậu sinh năm 1993 thuộc mệnh Kim. Ất Dậu sinh năm 2005 thuộc mệnh Thủy. Tuổi Dậu cầm tinh con gà, đứng ở vị trí số 9 trong bảng thứ tự 12 con giáp. Người tuổi Dậu có tính cách sâu sắc, tinh tế và nhạy bén. Họ là một người bạn trung thành, đáng tin cậy, luôn giữ đúng lời hứa. Năm 2024 này, tuổi Dậu gặp vận niên mã ngộ đao, tức ngựa chiến bị thương. Nếu muốn đạt được thành tựu trong công việc và cuộc sống thì cần phải có sự học tập, nhẫn nại chờ đợi thời cơ.